Làm gì đấy em ơi? Em kiểm tra hàng cho khách mà đang đóng đi Đơn 5 có gì đấy? Nhiều tiền không? 5 cái set bật lửa Sipo dao nhỉ. Udit này 5 set cơ á? Nhiều đấy. Đâu xem nào. Khách mua về chắc là Bán rồi để à? mang bán rồi, giờ kiểm tra để đóng cho khách đây. Nhà thế em. Khách này nhà làm quán cơm. Cho xem cái đơn hàng nào. Nhà làm quán cơm đây, Mày gửi hàng COD luôn á? Khách không khách phải chuyển khách khoản à? khách quen này, Uy tín này. 19 triệu 600 nghìn này, Ôi thì tại thật là vậy đi. 5 thanh dao này. Năm xe dao. Nhà khách là làm quán cơm, mua dao về chắc là để Trái thái thái rau, thái thịt, thái thịt đấy. thịt. Thanh dao này em phải kiểm tra đóng Chất nhỉ. mới gửi chứ. Hàng Dao xịn sao? đấy, bản giới hạn à. Vâng, bản giới hạn này cả thế giới có 1.000 con thôi. Ngon đấy, 5 set cơ á. Đấy, khách khách VIP nhỉ. Ở Việt Nam thì chắc là khoảng tầm 5 người là có, 5 người có mấy cái set này. Chất. Cái đấy set đấy chủ đề gì đấy? Anh Đạt lại kiểm tra cho em nhanh ấy. Đạt kiểm tra Đạt ơi. Kiểm tra cái đống này đi, kiểm tra hàng đi. Chuyên gia Zippo. Giới thiệu cái bác đây là Đạt Nighty, còn đây là Ngọc Deva. Anh em chào quý vị khán giả cái nhỉ. Chào bác anh, chào bác anh nhé, chào anh em Nhắn chú mặt rồi. Đạt Nighty chào quý vị khán Tháo giả cái này ấy. ra đi. Ôi, Đạt. cái set này đẹp quá đây này. Anh mở ra kiểm tra Chủ xem đề nó gì có anh? bị gì không. Cái này là 1.000 bộ thôi, phiên bản giới hạn đây. Bán rồi mới giới thiệu làm đích gì Này, hết rồi gần nguyên tâm đỏ luôn nhưng đây mà này. thèm Thèm rồi. Ừ, được. thèm mà không có Ui thì sao này đẹp thế. này. Xem nào. Cho quay cái rồi đã biết là mình đã bán. Chứ còn Cái này được làm bằng gạc hiu này. Đó. Ui đẹp thế nhỉ. Gạc hiu màu xanh này. Phải. Cái này nguyên giấy tờ luôn nhỉ. Nguyên giấy tờ đấy. Này. Cái này nó tỉ mỉ, nó còn in vân vàng ở trên này. Cái này là Ôi vãi. cúp năm 1995 anh này. Được đấy. Để dịch xem. Tiếng Anh có biết đâu mà dịch. Dùng Google dịch đi em. Cho anh cái túi bóng kia để đóng cho khách em ơi. Cái nào ạ? Cái túi bóng kìa. Đó. Bọt biển, bọt biển. Bọt biển đấy, đóng Bọt biển cho khách. cuốn ấy. Kiểm tra thôi, kiểm tra tí đóng vào cái thùng này. Kiểm tra cái hộp khác đi. Đấy, hộp khác đi. 5 hộp mà. Cái này xong, cái này cái nào xong bỏ Xong vào rồi đây bỏ nhá. riêng ra, bỏ vào trong hộp đi. Bỏ vào đấy đi. Đấy, đúng rồi. Đấy, mở từng hộp ra cho anh em xem. Hộp Giới này thiệu. mới đẹp cái này. Ui đẹp thế. Nhìn như cái bánh hộp hộp kẹo mứt ấy nhỉ. Đây. Hộp hộp đựng kẹo để tiếp. Này em. Để anh đứng ra đây anh quay quý vị khán giả xem. Cái này nó như là quyển sách đây. Vôn 2. Quá đẹp nhỉ. Cái này thì có 500 bộ thôi. Chất đấy. Bác này cũng sành lắm đây này. Bác này biết đây là bác với Cho xem này. Ôm một cái luôn. Ui con giấy nguyên này. Đẹp thế. Tất cả bằng gạc hiu đỏ này, rất đẹp. Ui. Bộ này đẹp thế. Hai dao hai đầu luôn này, nhỉ. Dao hai đầu. Tích hợp không? Này bộ kia xem nào Ngọc ơi. Bộ này là bằng sừng. Sừng hiu làm thủ công luôn đấy. Sừng hiu quá. Cái nghe nói sừng hiu hòa vào rượu uống béo lên à? Đấy là cái hay mày cắt ra một đấy là cái nhung hiêu nhung hiêu mà tuyết ấy thì pha với rượu nó ra màu đỏ uống là tăng cường sinh lý cái này này đúng không cái này là màu xanh thì chắc là béo ra lên rượu màu xanh mày gầy lại cắt ra một miếng hòa rượu uống ngay cái này có khách rồi là sao hòa được khách người ta mua rồi này. Mở tiếp đi em mở tiếp nha này. Bán tiếp lắm mở tiếp bộ này đây gỗ rất đẹp này bán tiếp ôi khóa bằng vàng luôn kìa Ôi ngược rồi bố ơi. Ông nào xếp ngược 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 rồi. Ngược. Đấy, ông nào xếp ngược rồi đấy. Đúng rồi, anh vậy là ngược đúng rồi, đấy. ông để ngược anh đi. Ngược đấy. Đấy, chuẩn là vậy. Đây nó phải ở trong bộ này, đây này. Mấy cái hàng kiểu Zippo cổ độc độc kiểu này cứ về tầm mấy tiếng là hết nhỉ? Nhà mình còn khách VIP mà. Nói chung là Deva Shop là một trong những người bán đơn vị bán hàng độc lạ rất là nhiều. Có một bộ thôi mà có tầm 10 khách đặt rồi, không có hàng mà đưa. Ấy. Bác nào thích thì phải hàng... nhanh tay không. Đấy. Bác nào mà thích chơi hàng cổ, hàng đẹp như này, bộ giới hạn này thì phải để lại số điện thoại ngay bên dưới cái clip này này. Phải nhanh bên đấy. Ngọc Deva này. Chào các Chào bác nha. Kết bạn Zalo Ngọc Deva. Với lại Đạt Nighty sẽ kết bạn
vào bọc kia kìa. Đây, đóng cành thoi này. Nhiệm vụ mình như thế thôi. Đóng kia. Rồi bây giờ đóng hàng này đi em. Rồi đóng hàng nhá. Rồi đấy, cảm ơn các bác đã xem clip này nhá. Chào các bác nhá. Nhớ đăng ký kênh các bác nhá. Đăng ký kênh giúp em nhá. Đăng ký kênh để có những clip hay hơn nhá. Thì em đăng lên giúp cho các bác xem nhá. Ok.